Ok, rồi, mình sẽ ghi xoay. Ok, rồi, sẽ quát té. Ngồi xuống nè, ngồi xuống sao? T, tay vuốt áo. Ok, sẽ ok rồi phải không? Thế ok. Mẹ kiểm tra nha. Rồi, coi được rồi đó. Rồi, ra mỗi cái. Rồi, up. Rồi, mỗi cái sẽ qua đường nhé. Ngồi xuống nha. Rồi, ngồi xuống với cái này sao? Xoay. Rồi, con ngồi xuống này coi coi. Rồi đứng lên. Rồi bây giờ con xoay ra sao cho mẹ coi làm sao. Đứng yên luôn, xoay ra sao, quay lại từ zero. Rồi từ zero. Rồi ok. Ok.